ngày ní pram rôj khai chai chanam chút tổ xạ Phút xạ kỳ rạch bí bón pram rôj hốc sập bốn Trái tương sốt dạ kỳ tệ ngày sốc tí bì khai mê xá chanam bí bón mập hầy mùi Còn ông ổ cao bốn châu chanam thầm mấy bà bây nì kiệt khả mái chanam chlầu Trái xạ phút xạ kỳ rạch bí bón pram rôj hốc sập pram nê bê khang mục ní Sông Phút Thầm Bồ Rì Sạch nhôm nhiết bà thỏa Châu ruộm châu cỏ sáng bà Phút Bạc Đề Má Bà ông trùng tùm bà nói tóc bà bày bài sáng bì thầm mò phụ Nơi khôn ông vót trọc vàng chục Sò xó mùi rồi bà bấy Sông cát xâm rào cọng khăn bố sàn chìa rìa chết thề nì bà đồng bình Đà giật thắt nơi ta mà đôi bà lâu tùm nốt cọp sở Đối miên rìa bà bà kìa chún Kháng cầu nì xô xô mô ha bà sát thàn bụng Đã đồng có bà Phút Bạc Đề Má Nô xô chùm nuôn xám xa bà bà đào Xô xô nì khnông mùi đào Thầy bì bòn pram rối đồn là Cà chô có sáng bà Phút Bạc Đề Má chia xa mạc cúng Khân niêm mùi rồi nẹ Nô Bà chà bòn nơ khóa chùm nuôn Mô phây pram bầy chmô Rí ai mùi chmô mùi chmô Rồi cho bà cháy chùm nguồn, bà môi rối đồn là. Cà cho chia sẻ mạc cũng, nách hàng cọng, miền khía buôn rồi chùm một nốt. Bà cho bọn, nợ khóa chùm nguồn, bay rối chùm một tiệt. Còn ông bùi chùm một, rồi cho bà cháy cỏ sáng, chùm nguồn, bà môi xài nà riêng, rứ sẻ mạc nâng, mười rối ha sắp đồn là. Đói lại, bà sân bà Phút Thầm Bồ Rì Sạch, Nhốt nhiệt bà thỏ, đã sắp hỏi miết giật thiết chỉ đặt lá. Tại khóa là tập hiếp thuần thiền nốt. Cả nét ca mạc ca sàng sóng, nâng bác tu liêng bà kiền chún. Ôi Phút Thầm Bồ Rì Sạch ai châu ruông châu cỏ sáng, chốt chia ô bác nì sáy. Nông ca sàng sóng bà Phút Bạc Đề Má bà ông trùng tùng. Bọn đôi tóc bà bầy mạch ní, tám là tập hiếp, nâng giật thiết thuần thiền. Bùm miến cầm nọt lời Tầm nẹ tầm nông xa xua bò ràm biệt bước đá Rứa chô bà chạy cỏ sáng Một cửa nẹ ca mạc ca sàng sóng khi ông bà kà rò nà Át mà phiếp bà hạ đò mạc kịch nô và ní Ấn đất sắc bà nhá Tám rì dạc sai tù rù sạp lấy sâu nó đọc bàm Bàm mùi rối học sập Nâng bàm rối hà sập Rứa sâu nó đọc bí Pram môi rối học sập, nâng pram rối hạ sập, xôm ọ bạc cún, nâng xôm ọ cún, xôm á nụ mô tiện nì châu ruông châu cỏ sáng, bà Phút Bạc Đề Má bà ông trùng tùm bà đôi đóc pram bầy mát, cụp cụp bà ông, nâng cụp cụp nì. Xôm lên bà trái bây đọc mai. Xâm lệnh các trái bị đọc mãi, cứ chỉ nịt tì tì mùi nịt cám hòa bị thịp sai xâm lệnh bệnh Phút Thầy Sạch Nà. Sai chanh bì vót trọc bèn chục, xò xô mùi rôi bàm bấy, xong cắt xâm rong kraom khăn bô sàn cháy, rí chạy thì nì nông bình. Xâm lệnh các trái bị đọc mãi, Xâm lấy ra tay bị đọc mãi cứ chia nịt tì mũi Nông bọn đá nịt tì càng đọc để cám vào vị thị Sai xâm lấy bệnh Phút Thầy Sạch Nà Sai tam rồi dạ vi chú A dì a khne s âm Mùi rối bà mùi mê gà hớn Chắp đá âm phì mong bà mấy đò mong bà mùn dốt riêng rọt ngay Nâng vật chú có lý gian nằm mật Trong bát đồng bọn chắp đá âm phì mong buồn Đó mong phán tiệp lử, chỉ riêng rõ ngày. Nước bởi chung bầy nấy bà trái rốt, cứ bà Phút Thầy Rất Nạc Mùi, bà Thóm Rất Nạc Mùi, bà Sông Khá Rất Nạc Mùi, đối xích đây cổ rụp cọc trái, nâng chỉ đẹp lá xa má đau chỉ vật sóp sọp cả. Sông Krap Đâm Bà Sạc Cá chẳng phút xâm đách bà mò hà xong khả rìa chán phì cả nạ. Xâm đách bà xong khả nì dụ, xâm đách bà xong khả nì dụ ở rộng. Xâm đách bà mò hà thẻ, bà rìa chìa cả nạ thang nà nụ cỏ rõm,
ព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះគ្រូចៅអធិការគ្រប់បណ្ដាពុទ្ធសាសនបណ្ឌលនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទញាតិព្រះធម៌ជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងម្ភៃប្រាំរាជធានីខេត្តក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅ ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាជាបឋមនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបាននាំមកនូវកម្រងផ្សាយសំឡេង DVD MP3 Stereo ព្រះត្រៃបិដកខ្មែរវល់ទី1ដែលបានថតនិងកាត់តដោយផ្ទាល់ដោយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះអត្តមកិច្ចនូវនីអន្តសបញ្ញាកម្រងផ្សាយសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ ទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានអានថតទៅតាមច្បាប់ដើមទាំងស្រុងដោយគ្មានការបញ្ចេញបញ្ចូលបកស្រាយវែកញែកឲ្យគ្រាចចាក់ពីតួអក្សរក្នុងព្រះត្រៃបិដកជាច្បាប់ដើមសូមបីតែមួយតួអក្សរសោះឡើយអាស្រ័យហេតុនេះសូមអារាធនាយើងនិមន្តនឹងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដានសិក្សាព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិនេះដូចតទៅ ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាទីរាប់អានដោយសម្លេងMP3ព្រះត្រៃបិដកវល់ទី1កម្មវិធីរបស់យើងបានចាក់ផ្សាយអស់មុនអត្ថកថាទៅហើយដូច្នេះចាប់ពីអំណេះតទៅសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅខ្សែសម្លេងអត្ថកថាក្នុងភាគជាមួយគ្នារហូតទល់ចប់អាស្រ័យហេតុនេះសូមតាមដានសិក្សាព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់ដូចតទៅ 163ព្រះរាជាអង្គនេះទៅឲ្យព្រះរាជាអង្គនោះតែទ្រង់លើកយកនៅអកុសលកម្មបទមានបាណាតិបាតជាដើមដោយបញ្ញាដែលសំគាល់ដល់ភិវៈដែលព្រះអង្គជាធម្មរាជាទ្រង់សម្ដែងធម៌ដោយព្រះសូរសេងដែលគួរស្រឡាញ់គួរពេញចិត្តដោយនៃជាដើមថា ដែលឈ្មោះថាបាណាតិបាតនេះណាស់ណាស់សែបចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើនរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនរុហើយប្រកាសព្រះអវាទមានជាដើមថាមិនគួរសម្លាប់សត្វដូច្នេះព្រោះហេតុនោះលោកទើបពោលថាស្ដេចចក្រពត្តិត្រាស់បង្គាប់យ៉ាងនេះថាអ្នករាល់គ្នាមិនគួរសម្លាប់សត្វឡាក់អ្នកទាំងឡាយចូលគ្រប់គ្រងស្រុក ក្រុងតាមសំគាល់ដូច្នេះសួរថាក៏ព្រះរាជាគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទទួលអវាទនេះរបស់ព្រះរាជាធិបតីឬឆ្លើយថាព្រះរាជាគ្រប់ព្រះអង្គមិនធ្លាប់ទទួលអវាទនេះរបស់ព្រះពុទ្ធមកពីមុនតើនឹងទទួលអវាទរបស់ព្រះរាជាធិបតីយ៉ាងណាបានព្រោះដូច្នោះព្រះរាជាពួកណា ជាអ្នកឆ្លាតវាងវៃព្រះរាជាទាំងនោះព្រមទទួលនឹងការព្រះរាជាគ្រប់ព្រះអង្គប្រព្រឹត្តតាមរមែងចម្រើនព្រោះដូច្នោះព្រះមានព្រះពាក្យទើបត្រាស់ទពលេខ132ពាក្យមានជាដើមថាយេខោបណៈភិក្ខវេដូច្នេះការស្ដេចចក្រពត្តិព្រះរាជាទៀន ព្រះអវាទដល់អ្នកក្រុងពពកវិទេហៈយ៉ាងនេះសោយព្រះក្រយាប្រឹកហើយចក្រត់នោះក៏អណ្ដែតឡើងកាន់វេហាដោយកម្លាំងរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិចុះកាន់សមុទ្រទឹកខាងកើតចក្រត់ចុះកាន់មហាសមុទ្រប្រមាណ1យោជន៍រលកក៏ខ្ទោខ្យល់ខ្ចាយទៅដោយស្ដេចនេះហិតក្លិនថ្នាំហើយបិទពពារចក្រត់តាំងនៅក្នុងមហាសមុទ្រ ដោយនៅក្នុងកែវពិទូដូច្នោះក៏ក្នុងខណៈនោះឯងរតនៈផ្សេងៗដែលពីពេញទៅដោយបាទនៃមហាសមុទ្រក៏ផុសពីមហាសមុទ្រនោះក៏ស្រទាប់ដល់រ៉ាពេញប្រទេសនោះគឺត្រង់កន្លែងចក្រត់ដូចជាមកអបអសាទរនៅបុណរបស់ព្រះរាជាធិបតីអង្គនោះការព្រះរាជានិងរាជបុរសឃើញផ្ទៃនៃបាទមហាសមុទ្រ ពេញទៅដោយរតនៈមានប្រការផ្សេងៗនោះទើបជួនខ្លះកាន់យកមកតាក់តែងតាមពេញចិត្តកកាបរិស័ទកាន់យករតនៈតាមពេញចិត្តហើយចក្រត់នោះក៏វើត្រឡប់នឹងការចក្រត់នោះវើត្រឡប់បរិស័ទនៅខាងមុខព្រះរាជាត្រង់កណ្ដាលចក្រត់ទៅនៅត្រង់ទីបំផុតសូម្បីទឹកសមុទ្រនោះដូចជាត្រូវស្មើនៃ ចក្រត់លេបទុកដូចជាមិនអាចទ្រាំនៅបានទើបញែកចេញចាក់ចក្រត់នោះ
nâng tức mà hà sập bọt nô. Tập bố lấy 137 vơ nơi bị kháng khói chạc rọt nô cho tam tư mật đạch xài. Sách chạc rọt bọt cả trong biển chi chùm nè giảng thông cài lên chùm bố bố bẹo vị tê hạt thuyết đại biết mà hà sập bọt tư kháng ká chìa bổng tán. Trong biển bẹo bổng non nâng bàn chi chùm nè nông chùm bổ thuyết đại biết mà hà sập bọt này tư kháng tập bông chìa bổng tán tớ bài bà phẹt được căn sập bọt này tư tẹ sẵn tam biệt kia rồi bỏ đáy sai chạc của đất bằng hai hai bố hai đô bè miệng bà phía từ trách tham bà niên vì khẩu thằng lái kia đô ai chạc của đất đô vơ ẩn đáy từ tu sập một phần này tư kháng cao hai trở lọc vơ ẩn đáy từ phần này tư kháng tạ bồn có bị thi vơ trở lọc rồi bỏ chạc của đất đô đáy vơ ẩn đáy từ dạng ní ca chụp nôm rồi bỏ bụ xảy ná ca tư rồi bỏ sai bà tê xả riêng ca bà cô an lưu xa đô bà rìa chia bà tê xả riêng chẳng nô cả cho căn sầm một bài từ chạ sấn cả căn vô ra tận nã đại hô mô tam sai đầy tức mà hà sầm một đàn on đi bật đất có bảy triệp đòi đấy muốn nô ai có chạm có rót nô ca bên chê chùm đè hái cầu vỡ ở đại long sầm một nay càng từ chạ sấn sầm đau từ chùm phù thủy miền tây đấy bầm an buổi sai dối hời vỡ từ chùm po lấy 133 đối nay đối phù hai trong ca một nụ ái đập bệnh nè amo cô gì thì thúy ca miền chê chấm nè không amo cô gì thì thúy đại miền sầm mất chụp rụm lại nốt đối tùm đồn nụ ái cổ vơ ở đại tròn sầm mất tay tư bà chấm tư đối vị thi nụ ái đập bệnh nè ở đó có đầu thúy đại miền tây đây bà man bàm bấy còn rồi ca miền chê chấm nè không ở đó có đầu thúy nốt đại miền sầm mất chụp rụm lại đối vị thi tại một dạng đổi khả nế cầu vớ ở đáy chlông một bi sầm mất phần này càng tư ở đó sẽ đánh chạc rộp phát trong sầm rách thiếp chỉ nét thông cây lên khả nông phản đầy miên mà hà sầm mất chẳng buôn chìa bụng đàn đói bà ca đôi bò là nế một nít sẽ đánh chạc rộp phát nốt miên chê chùm nét cực tư đổi chân nó hỏi trung bà thân à tốt giờ đây đi chạc sầm phát rộp bà ổn tư trung bồm tàng bò để sát hóc làng căn tây à ca trụt mơ thuyết tàng bốn đai miên thuyết tôi bàm rối chia bò để vá đôi chia sát tàng bốn đai sầm bồ tư đòi bụ chơ xây miên bột tôm ổ bò nâng bòn đà rực đà rì sku ski đổi chân nó hỏi sát rộp lọc một căn rì chạy thiên ní đai mà rộp bọc bởi ống tam lộng đạp đói mìa kia đai sầm đầy tục hai khăn ông chạc cốt tế nụ ai kia nụ chạc của rọt nô bà rọt đất sở than nớt đôi chìa ca bẩn thêm thuyê bà rì chủ vẹn tục bố lấy 133 ai rất tài lọ sát của ca chạc của rọt nô bà rọt đất sở than nớt đôi chân này cách đai đừng có bảy thuê chuộp tệ tôn đừng cục lường đấy ca ốc bà rì bà đây bần trăm bách miên khăn ông bà rì chủ vẹn bần lưu này chạc của rọt nô ai được cầm chắc sẽ đây và ngất con đường dìa mà địa trái bán chậm nay mà nốt bộ na trời ca ngủ ngất bộ mà nốt tẻng nốt có bán phiếp ngủ ngất là hai nốt lột từ bồ tha tẹo khẻ nạ sầm một tiếng ảnh chô kì hệ thỏa bầy ế và rù băng chạc ra tận năng phá tổ phèo vẹn tay đồ chú này có à mát rô bọt sạch chạc rô bọt cả miên chạc rốt và cọp hơi dàng đi có bóng có bài thơ vơ phô một phía ở xa đá chỉ tì tư rô bọt mà cô hạt thấy tám bọt rô đấy ở liếp sở lạp đôi rộp bọc rộp ốp miền chăn cả hôm chỉ đàm kháng cọp ở đá bình tự đôi bột tùm tái và nặng đồ bị chật phần này kháng lứa tập tay đôi cài miền miền bị đàn tổ đáp tự đôi phương ca chỉ tí rì rì đại kịp chú chia chẳng cao một đông chuẩn lọc cài miền vơ ai miền sập hiệp lọ sở đôi từ vẹn bị biến hai crab tool tap bóp put pressam met the tape. So, brown trump pressure that dog cam, mock robot, lombre kyle, smoke by nip, pretty cheer, bumping, mohatian, the martian cell, but tap on coy room punk dog puny as a bad no, doy nay the poor high crumb cam, mono eye. The poor late miroy sam supramoy, lump nap no, lombre dobra sir, dial and a peep, they bundle boss like jack report that doing high, platran and size a carat beside no. Đồng rây đọc ra xa ớ, mốc bi trọc cô, đồng rây chạc toàn tạ, rước ẩm bi trọc cô, đồng rây ở bò sọt nguyên sầm bồ xo phô rộp phong bò rì sọt, bà đáp đôi sầm bốt ạ phẹ rả nạ, sầm ráp tròn có nâng tròn mục,
đói sầm bột bò rồi hóm chân cháo rồi bè hạt tết bò à rôn. Miền khuôn và cọp đói à vẹ dở vẹ trang phạm phí trở lẹ khả nạ cư. Miền à vẹ dở vẹ tôi thông tăng nơi trở chậm này. Miền trong bò mau rồi hóm đôi bật tôm miền miền bò rồi hóm. Đà ri ai hóc ai đa lừa cả bàn. Đôi bè dô ký nẹ miền rất chia đầm rây và sao bầm phót đôi phần hụt bạ tái miền cầm phú liếp đói mà sao nây mà nô xe lá và đất sở thán nơi không thật tế nốt đầm rây và sao đốt cá mộp bí trở cố đầm rây chạt toán có mộp tăng nơi tô chiên đầm rây chẳng phuồng cá mộp bí trở cố đầm rây ở bò sọt có mộp chia đầm rây đo và sao chiên đầm rây chẳng phuồng tái không bà bà lấy bà chạy thá mô khăn lẹ khả nạ sát đạch đồng rầy chú mô ổ bò sát cao sát đạch chạc rộp bọt nẹ bòm bình bọt rộp bò sát đạch chạc rộp bọt bò rịp bồ hơi trông bà chân đá đòi đây đùi bồ hơi khăn bà sốt nụ ai đồng rầy ổ bò sát có đào mộc mần mên mộc đàm bây mà nốt bụ đột tế cao mộc đó rông đồng rầy bằng cô hạt thấy thò mà ra kê cổ nôm đồng rầy bằng cô hạt thấy chênh hai châu. Tập bó lấy 1 tới cho chụp nước, không rung đồng rầy nốt đôi khuôn ấy tại mà đoàn. Đói hai nốt bệnh miệng rạp phía từ trạch tham mà nếu bị khổ chẳng lái. Bỏ ca đồ tây được biệt tiết là chia sạch đồng rầy ở bảo sọt có trụ mẹ đồng rầy chỉ đào khơi hạt thầy rọt nốt. Bà cót được nào hỏi, khá có đi trái ô bà nhập từ krap tu. Nói bà rì chia thấp ở đây trụng triệp. Đói rồi ha, bà rì chia sạch một đôi bà nhập bà nhá tốt khơi. Hỏi, miền bà rì chia hạt ở đây, bà rì trụng bà đồng rì thả dương. Bàn diên đồng rì đó bà xa nó. Bà sân bà xâm rách cả vật hát hơi từ trụng lìa bà hỏi chánh kỳ rìa đốt đồng rì cao. Trở đang sắc trở chiếc đôi cồn cô đã chọp tàm bề cô khổng kéo cá nâng sầm đầy phiếp đã luôn chia sắc là hán từ châu từ có bè thị chia bè ông miền bè bọc nón nâng bè tháp lơ lòng rây kèo đốt kê rìa đốt bò rìu và chôn chếp sẽ kê rây bạc nà rồi bò bè ông hái tớp tóc tay nâng rây kèo đốt đòi tùng mía nâng cương à làng cảm miếc cớp đôi sầm nành miếc hái non châu từ thoại bà đi chia trung thơ đồng rây cao ở nơi nghiêm lang bà tháp đôi chuyển đá sầm rách đôi ra tận nạc rằm bì bà cá miên bà tế bà pha nâng tư tam lâu à ca prôm khanh nâng ca trẻ rì rộ bọ bà đi chia thư bà đấy nụ ai tổ bò lê mùa đôi xam sắp rằm bầy sát đách đồng rây nụ có stúc lang can bà tế à ca bò khiêu rong rương đôi bà lư này cái ân thần nớ nâng cao mình đi đôi sạch hòng to bí đô bò đi sát ở rô bò bè thị chía đang ốc có chóp tam từ đói nây đủ bù hơi không cả trách tư rô bò chạc có rọt bè thị chía bòm đang bò đi sát sạch trách tư tu đang phải đầy đang ốc hơi sạch là lọc đo đi chỉ thể ní toàn bê xoay bè kỳ giả bực đồng rây cao chốp sạch chạc rô bò miền rất tràn dạng ní bù hai nô bà đẹp miền bà phía từ trách thả tí xóa bế bà tô ra hào xe đôi chân này bò đi sát rộp bò sát đạch chạc rộp bót đài miền hạt thầy rót bà con hai đôi chân này từ chui khía bọc chạc xâm át rộng xe mẹng cô ở xa thơ phai đây ở điệp xâm át tập tay hai từ bà tô rộng lực bà đẹp chia ở miền bà ủ xa trung bà chân đá đò cà mốc rộp bò á xa đó rót nụ bà rì chia trung bằng bình tiên sa cà rạ sa mà tiến bà tháp ổng côi lơ bà sa tây bà sa chọn lơ trung bằng áo rô lực đò bò nhẹ sầm bạc đói nây môn nụ ai kìa nụ sa đạch say chmô và li hạ cạ đói an lực hiếp nây bôn rô bò sa đạch chạc rô bọt nụ đạt tươn hơi á xa rót nụ miên sầm bò đôi áp rứ đôi đông bà bô nông xa rạ tẹ cá đài chvay chvát tự đói play bần tố á xa rót nụ miên chương cỏ hòm tập bó lấy 1 miên mọt cỏ hòm miên đòn khuôn so sốt chết sát đôi bần lưu cải bực miên xây rạ xạ trọt điên nâng xây rạ xạ cải bru miên xây xạ khám áo đôi cao bần đi đi cao ân tận nớ miên sọ xài sọ lõ đôi bần đô xa mai dạp lòng bru bà cóp tự đói sọ xài sọ đáy miên cảnh trông là ạ sở lôn trong đôi xe máu và phóng đã kỳ hiệp tục ạ sở đo rốt nốt hoặc từ khả nông ạ cả bán một bí trọc cầu sách sẵn thục bà đất sở than được khả nông ti
nô biết đó sai cột giang cọ bầy chiếp đòi đấy để bùa hai con hát thay rót nô ai trung sầm đại dốc a sờ đỏ rót bài đấy bùa bẹt miên bẹt phía từ tra phía miên đã chia ra âm thanh bộ đại chạm và răng đôi chân này cá đại chạm gặp bọt miên rót tận nã và cọt đôi chân này cọ miên mình đi rót ở đại mộc vì phun về bộ lẹ miên bờ vai bờ mán buôn hát miên sẩn than bờ mán bón đom đột tay hàng trong stand song hàng bờ đáp từ đói căn này cả nâng bờ đáp đói bờ tôm miên miên cả mộc ra sát bò để sốt bờ cha mình tớ đôi chia bờ chan ngày bên bờ đồng mấy đã hai hóm từ đói bông cai tôi thông miên bờ lưu sai đã xây từ được nó cá cai mình đi nó ăn tai mộc dạng này hỡi kế cầu pra rực say to to khnía lướt lan can à các cầm pua praman hóc sập hạt rồi vía cài một đá non bể chốt miếng bẩn lướt xài tập po lấy mưa rơi xài sập cột và ban giờ sau từ đi ăn thà cả tham mai chỉ mẹ nị cãi ốp bờ đấy bắn nát sập cả khay xịt đấy non sập tan là bị đỏ lấy mà phay bầm pì tu tới trang bò được về praman bồi vui đòi chung với mình đi rót đá miếng bẩn lướt tu tới trang bò được về trang o đối phần lưu không về liếp bà tất ở đây nó chỉ hai áo nẹ sài bà có cả sự cảm bán chứ muốn biển nịch bà có cả tinh lộ bán không xả nẹ xa lập bạc khá sống có thái chỉ biển ngay có bà có cây ca nghĩa rồi bọc luôn bàn tám nề tì bà hai đô bà miền bà phía từ trác tham mà nếu bị khẩu chẳng lái bà ca đầu tây đường miền tiết lạ mà đi rót rồi mới bật cát đôi chân này ắt thấy rót đại chỉ hết ở các sự đại sốc bị say tám hết theo bị say rồi mới cát lọt sát chạm gặp bớt nẹt miên mà ni rót bật cát hái đôi chân này có bụi mà hạ chôn rồi mới nón mà kẹt mà hay say một pi tơ cố mắt để đi thoi lọt sát chạm gặp bớt khla à kẹt mà hay say đại một ai ông pi ở đó cả đầu thím biết đòi bao nhiêu nhà nộp hiệp khla có quân là sớm bắt lọt say gặp bớt à kẹt mà hay say nốt miên một hai cái lông bẹp mà lấy chẳng o đời nay chỉ đam tham mà nếu bị khóc chẳng lại bậc ca đột tây đờ miền tiệt trọng cao rụp lõ cua mơ rồi mấy bậc ca đo sai chạc rồi bót đời chân này khăn ông bót đại mô khăn ông bè bà lây chẳng lúc miền bị đi cháy đời chân này đại chung một tháng ạ phì rù bá bố miền rụp lõ cứ đo bốm đòi trùng trì có ca nâng sầm lặng mơ có mơ ban bình phanh bồ nơi về liền đấy cứ mong lóc mà bay pram để tìm bậc mong được nông bản tục sai sầm lệnh bậc Phật tử sa sơn sai chính bị vót lập bèn chú sơ sơ mười rồi làm bảy sơn cát sầm rào cào khăn cố sản chỉ lý chết thì đi cùng bình an thọt đời khiêm bậc cao na atma phía bậc ở tâm bậc cảnh nô và lý ân đức sắc và nhã trái atika vót nâng chia để dụ này cam mà về tìm sai sầm lệnh bậc Phật tử sa sơn tụp bò lấy mười rồi sai sầm muối át thác cả thả sơn nhà tạ vẽ pin lẽ bẩn đất và sâu tìm làm buồn đôi chân ông từ trong một thả tre sàn này già buốt rơi sầm rã cách giang đột tới tục hời có lấy một mớ lấy kiếp mười rồi học sập pì nâng trong một thả pa sa thì cả buốt ca mớ còn nom ở miên chất sau mà nó lì lì bọt thả pa làm mà dạ sự đây thả trong một thả có buốt bẩm phật buốt nom sự đây chỉ là lá một áo giặc đi บอทาวันนับเป้าคาดระตายะปลายท้าเมียนปอสมบูรณ์หล่อบอทาสมยานากระตาปลายท้าโจดอลมวยเตี้ยชมูทาเมียนรูปหล่อปลุกมันพูดเป้มันเตี๋ยเป้ชมูทากู้เมื่อปลุกมันสกปรกมันถอดเป้ชมูทากู้จิรัตลาปลุกมันขมายเป้มันสอบเป้ชมูทาประกอบด้อยสับเพียบสละหล่อในสมบูรณ์ปออย่างไกลเลยปลุกกันลองปอสมบูรณ์ระบบมนุษย์แต่มันตอนตอนทนาปอสมบูรณ์ตึบสิ่งใดปิดปอสมบูรณ์ระบบมนุษย์ทั้งหลายมันเบี้ยปนลื้อสายเปียปิ้งตึกแห่งกลางจำไหนปอสมบูรณ์ระบบเทวดาสายเปียปิ้งจึงตึบานง่ายแต่ปนลื้อในสไรระระบบสตรีกายุนุลื้อตูตึกน้องบอระเบียนประมาณดอกปีหันก็น้องบรรดาคุณสมบัติเบี้ยสเพียบมันขบุปเปจิรามลูกปูอาราวหะสมบัติตกด้อยคุณสมบัติกู้ดำบงปูปารินาหะสมบัติตกด้อยคุณสมบัติกู้ตีปีปูตุมปอเล็กเมื่อร้อยสายสปีปปั้งจะโสตันนี้อัฐกะทามสตอนอับใบดอสรองจะปีเปรสตอนอับใบดอ
lấy mà phây bàm pì và nạ sầm bát tốc đòi côn là sầm bát cu thì bày môi tiết côn là sầm bát làm môi bọc cá chẳng đi à kẹ mà hay say mình biên sẽ đầy khóa khát lâu cài lời cái gì sầm bát ra tốc đòi bót thả à tất can ta mà nô sầu bản nắng bót thả tô lô bệ chỗ náo vìa cắp và xác bệ chỗ náo vìa sẽ đầy thả miên sầm phó lâu cái đôi chia sầm phó sầm lầy cờ rứ sầm lầy cập ba đại kia đã tốc không tức đọc là hai bích mở rồi đòn bát thà xây tê bát đọc không kia đại bà đi chia thập ở đây tờ chạy bát thà ôn là hai bát đọc không kia đại bà đi chia thập ở đây cả đáy bát thà chăn tờ nẹ kèn thố sẽ gây thà khăn chăn đáy kì cần ọ về lìa dù đó ráp là ất phong chia rồi bát mòn nôm một liêng nâng chiết tiếng bốn liếp cài rồi mê sai trên bì cái bọt thà ô bộ lẹ kèn thố sẽ đây thà khăn cả đồ ốp rồi bọt cá ốp bồ thiêu đấy kì đánh không khả nạn nô dạng nà rồi mê cả đồ ốp trên ổng bì mọt rồi bọt sẽ đây cài đô không bì liê sai sập bái rưu trò trá có dạng nô có đám bây đang sầm đáy đó mì giết đá xong cua đó sẽ đây sầm bát rồi bọt sẽ đây cài bước rồi cóp đòi quân thẹo sầm bát bẹp đi tớp ra biệt miên chìa thấm thả tăng khao và nại đổi chân này có bây chìa điệp biên đi chai khổng bót chẳng nốt đổi chân này đáy chung mô thả bộ bộ thả dị này tớ bó lê mở rồi sai sập bấy phía nhạc môn bước nâng trời cao lãng môn tài mở giáng bước rừng kia thả bà đi chết rừng khởi hai nâng cao đôi phương chè rìa à sản nạ chung mô thả bà cha nị bà tài nấy tôm cao bước cáo bà rìa chia bà thạp ổng cùi nâng tư nơi co bòm rớ miền gà bọ phát thoai xâm đáy bà rìa chia thập ở đây môn hái tươm đồng tùm rứ xâm rã chia kháng cởi chú mô thà căng ca rạ bà rê xa vị này dốc chất tục đã thông vơ cả nghĩa vầy ở vấy bà rùa nâng tư gà tu bà rìa chia đòi bì chà thá bò phất bà ổng đó chùm rá ta cho mẹ cha nâng tư thông vơ ở vầy đại chú mô thà mẹ nìa bài cha để nấy bập bật trâu bật tì bru nâng trâu bập bật cứ phơ ao trâu bật tì bật đi chia tay chung mùa thả bây giờ về tì ní bru tại bị chia tì sập bãi bật tì bru bật đi chia bọc bán dạng ná nâng trâu từ túi dạng nô ai lâu đi đập bay đừng sầm này thác trầy cầu nô trâu miên a cha ra bà rẽ sốt thị phô rập phong nâng miên mì dìa nâng mình miên mì dìa xa thầy dạ tớp ra phía miền chỉ đàm thả tăng khao và nạ đổi chân này. Bọn đạp bọt chẳng nô bọt thả nô ạ à tệ chả rạ tệ bán đo mân bạp lực cẩn lòng. Chật ạ à thị bài tha mân bạp thả pro đọt tế sông bấy đòi chật khá nông bọn đá côn là sầm bát. Tớp bó lê mười rồi sai sập bốn chẳng nô côn là sầm bát bụ đài tra tốt khá nông phân ai kháng đám. Thả tớ miền rụp lọ chỉ đàm cái đấy đài tra tốt khá nông tớ cao môn chỉ đàm cái đấy côn là sầm bát chẳng nô tra thả côn là sầm bát thò mà đã bật đầu có bót chỉ đàm thả à tất can ta mà đồ xả nắng có bây chí điếp thả sai chạc rồi bót chẳng lại rồi bây cá đôi à nụ phiếp này cám chạc rồi bót rộp tăng tùy chạc có rót bà cót bố trâu à xả rãi bó nhạc cám mà giang thiết bà đàm tăng chạc có rót cát bà cót xong bây chỉ nẹ miền rụp lỡ chỉ đàm cát bò đi bó tớ cực giang bố hai nô bà miền bà phía trung tớ trả thả à thay rót bạp đi rồi bây cát được chứ nế cả hấp ở đây rót rồi mấy các bà cót đó sẽ đánh chạc bà cót nẹ miên ạch thầy rốt bà cót hời đám bây chia bà giáo chốt tiện tôn nâng cách ca phần này khẳng bà khlén tám bà rít ạch chia sài đái nẹ miên phù kẹ chả tám bà cót đấy nẹ đại kết không thật câu miên phù kẹ chả đấy miên chậm đai chui ao cách ca bà khlén rồi bọc bà rít chia chậm rán rong rương tớp nâng chia sẽ thầy chia cả hấp ở đây bàn có chạc khóc đôi chỉ tớp cát pi bị bạc cám đọc bây bà giàu rồi mấy cát bà cót đo cái hấp ở đây cái đồ ảnh chỉ hai ảo mơ khơi trọc hàng khăn ông phản đầy bán khăn ông chùm rơi bởi dôi kê khơi sầm bạc nô hai sầm bài chất từ có sạch đại tôi phó lấy mở rơi sai sập rạm chạc rộp bọt tổ tù nê ti nê khlen thoai bà đề chia bà cóp cái cá hàng khlen cực giang ái sầm bồ bố hai đô bà đề miền bà phía từ trác tham liên phí khẩu chẳng lại bà cá đồ tế đồ miền tiền lạc cái hạp ở đây rọt bạp đi rồi bây bà cót đồ chân này có
ពរិនិយុកែវអាចចាត់ចែងភិក្ខុកាគ្រប់យ៉ាងឲ្យសម្រេចរំលែកការប្រកាសដល់ស្ដេចចក្រពតដែលមានកិហបតីកែវប្រកាសឲ្យដល់ព្រះអង្គដោយប្រការដូចនេះបរិនិយុកែវនោះជារាជបុត្រច្បងរបស់ស្ដេចចក្រពតជាបណ្ឌិតមានបញ្ញាដោយប្រក្រតីក៏បរិច្ឆិតតញ្ញាណញៀនកំណត់ដឹងចិត្តអ្នកដតីរំលែកការប្រកាសដល់បរិនិយុកែវនោះដោយអនុភាពនៃកម្មរបស់ខ្លួន ឯងព្រោះអាស្រ័យបញ្ញានុភាពរបស់ស្ដេចចក្រពតជាហេតុឲ្យដឹងវិរៈចិត្តរបស់រាជបរិវារបានប្្រមាណ10ពីយោជន៍ហើយកំណត់វត្ថុដែលមិនជាប្រយោជន៍និងវត្ថុដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះរាជាបានសូមឲ្យបរិនិយុកែវនោះឃើញអនុភាពរបស់ខ្លួននោះហើយសប្បាយចិត្តទទួលអាសាព្រះរាជាដោយទទួលនូវកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងព្រោះហេតុនោះព្រះមានព្រះភាកទើបទ្រង់ត្រាស់ថាមនាល ខុសទាំងឡាយតពលេខ164ប្រកាសដតីនៅមានទៀតបរិនិយុកែវរមែងប្រកាសដូច្នេះលេខគ្នា164បណ្ដាបតទាំងនោះបតថាថាពេតាពាំងថាពេតោបានដល់ដើម្បីទ្រង់តែងតាំងអ្នកដែលគួរតែងតាំងក្នុងតំណែងនោះលេខគ្នា165បតថាសមវេបាកិរិយាជាដើមលោកពូលទុកហើយក្នុងការក្រោយនោះឯងបតថាកដាក់គីហេអ្នក ប្រែថាព្រោះចាប់យកជ័យជំនះទុកបានបតថាមហន្តភូកខន្ធាំងសេចក្តីថានឹងក៏បីបានប្រាក់ពីរឬបីសែនដោយការចាប់យកជ័យជំនះបានក្នុងគ្រាតែមួយប៉ុណ្ណោះបតថាកេវលាបរិពោរាបណ្ឌិតភូមិ សេចក្តីថាបណ្ឌិតបំពេញសុចរិតទាំង3រមែងកើតក្នុងសួគ៌តពីនោះកាលមកកាន់មនុស្សលោករមែងកើតក្នុងទីដែលមានសភាពសម្បូរដោយត្រកូលរូបនិងភោគៈគេតាំងនៅក្នុងសម្បត្តិនោះហើយបំពេញសុចរិតបីឲ្យបរិបូររមែងបានទៅកើតក្នុងសួគ៌ទៀតតាមដែលព័ត៌មានមកនេះ ទើបឈ្មោះថាជាបណ្ឌិតតភូមិដល់បរិបូរគ្រប់គ្រាន់បទដ៏សេះក្នុងទីទាំងពួងងាយទាំងអស់នោះឯងចប់អត្ថកថាវាលបណ្ឌិតសោតទី9សូមអនុមោទនីតពលេខ174លេខគ្នា177អត្ថកថាទេវទូតសោតទី10ទេវទូតសោតមានបទចាប់ដើមថាអេវមេសុតាំងខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះលេខគ្នា173 ក្នុងបទទាំងនោះពាក្យជាដើមថាទ្វេអាគិរីមានពុស្ដាទុកហើយក្នុងអសបរៈសោតបទថានិរិយ៉ាងឧបបន្នាសេចក្តីថាក្នុងគ្រាខ្លះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់យ៉ាងទេសនាតាំងពីនរុហើយបញ្ចប់ត្រឹមទេវលោកគ្រាខ្លះតាំងពីទេវលោកទ្រង់បញ្ចប់ត្រឹមនរុទើប្រាថ្នានឹងត្រាស់សួរសម្បត្តិឲ្យពុស្ដាត្រាស់ដល់ទុកក្នុងនរុដោយចំណែក1ប្រសិនបើប្រាថ្នានឹងត្រាស់ទុកក្នុងនរុឲ្យពុស្ដារមែងត្រាស់ដល់សម្បត្តិក្នុងទេវលោក មនុស្សលោកនឹងទុកក្នុងកំណើតដេរិឆាននិងបតិវិស័យដោយចំណែកមួយឈ្មោះថាយ៉ាងទុកក្នុងនរុឲ្យពុស្ដាក្រុងព្រះសោតនេះព្រះអង្គប្រាថ្នានឹងយ៉ាងទុកក្នុងនរុឲ្យពុស្ដាព្រោះដូច្នោះទ្រង់យ៉ាងទេសនាតាំងអំពីតពលេខ173ទេវលោកឲ្យចប់ស្រេចត្រឹមនរុដើម្បីត្រាស់ដល់សម្បត្តិក្នុងទេវលោកមនុស្សលោកនឹងទុកក្នុងដំណើរ សត្វដេរិឆាននិងក្នុងបតិវិស័យដោយចំណែកមួយហើយត្រាស់ដល់ទុកក្នុងនរុដោយពុស្ដាទើបត្រាស់ពាក្យជាដើមថាលេខគ្នា174កតមេនាំងភិក្ខវេនិរិយបាឡាក្នុងបទនោះព្រះថេរៈពុខ្លះលោកពូលថាឈ្មោះថានេនិរិយបាកម្មបណ្ដោះរមែងជាហេតុឲ្យកើតដោយរូបយន្តកម្មនោះត្រូវបដិសេធទុកក្នុងអភិធម្មដោយន័យជាដើមថាអ្វី នេនិរិយបាក្នុងនរុមានក្នុងកម្មជាហេតុឲ្យកើតក៏មានដូចជាក្នុងមនុស្សលោកមានអ្នកធ្វើទារុណកម្មដល់អ្នកទោសយ៉ាងណានេនិរិយបាក៏មាននៅក្នុងនរុដូច្នោះបាទថាយមសរញ្ញោបានដល់ពរិជ្ជាវេមានិកប្រែតឈ្មោះថាយមរាជក្នុងវេលាខ្លះសោយសម្បត្តិជាទឹកមានដើមកັບប្រព្រឹត្ត
tớp ốt chiên chỉ tớp nẹ rộ bám chỉ tớp sầm bát tớp khăn ông bị biển tớp khăn ông bị liệt khát khai chía vô mà riết nẹ rô trồng thò xói phò càm tái mần men bị liệt tại mối chỉ mối khỉa chậm nay trong thuê tạng bốn miền nẹ rẽ xa thuê bốn nẹ lấy khỉa mở rồi chất sập rám bọt thả nia rẽ sang sẽ gây thá lúc xâm tài vô ca mần miên này. Tôi phô lấy mười rồi sai sắp rạm buồn. Đế và tu nam mối đại trời kê bình chun tớ tốt khăn ông xâm nạng rồi bọc luôn tớ bố dạng đi. Cái điên nốt sạch dùm mà riêng đằng thá nẹ đi. Mình cầm nọt sẽ đấy đây phía sật và thá. Nâng ở kê cầm nọt tớ bố bịa thà. Âm phổ bót thà chia tệ thầm mố cư ca cát chia thò mà đá màn phót bì ca cát tự bàn. Chúng bót thà chia tệ rồi bây bà bật tớ khăn nông khẳng khăn nông rồi bỏ dường. Xong bây khăn nông bót chia đá âm thà bà rã tao chia rìa thèm mồ có miên nây nây đổi khăn nìa khăn nông bót thà bà thà mang về tẹo tù táng xa mẹ nụ dụ chít và xa cái đây thà tìa rụ tâu phía rà tạ rồi mê bồ dạng đi, đòi át tha nẹ đòi chẳng ra ớt châu mơ dương, xông bay dương có miền đầy nâng chương đôi phụ lục tái dương đầy trăm nơi khổng mốt để mũ rồi bọc luôn mần ai nâng cọc la ngủ tức tàn thòm ra rồi bọc luôn bàn dương chỉ nẹ miền cai xa màu cực hời tái mần ai nâng prap thá châu ngủ tức ở dương dương chứ mua tham miền sập hiệp được chân này bố mần phốt bì cả cái tái có mình bên dương bằng nốt sống bầy lúc chẳng lái có mình phốt bị cá cát cá cát nâng miên sống bầy đó lúc chẳng lái có nâng miên bà cót đồ dường lúc cho thơ sẽ đầy lọ tốt tăng vì muốn cát nốt đôi bà cá đồ chân này bố hát nốt ái tì rũ nốt chú mô tha tì vẹ tu tái sẽ đầy đầy biện ni lúc bố tốt nông mà ha mìa khẹt tì và sầu tốt bó lê mưa rồi ha sập cột bọc bánh cho sâu tình lý át thạc à tha mà chì mẹ nì cãi ô bà rê bà ná sạc cả khai sạc đầy khăn ông sạc tón là bày tỏ phía tì mô phây bàm bì sâu bây khăn ông bót thà tụ tì giang tì và tù tăng đi sạc đầy tha sát cha chờ đi ế chú mô tha đồ mê bố dạc đi đói sạc đầy thà nẹ đói chậm ra ấn bụ lôc châu mơ sông bầy dương cổ thlop chia cầm lo sông bố đói cầm làng chương cầm làng đáy nâng rồi ha rồi hôn đổi lộp sạc đầy đói bơm đói cầm làng nâng phiếp rồi ha rồi hôn chàng ọ rồi bỏ dương bắt ọ tự hời sông bầy đáy nâng chương rồi bỏ dương miền tái thơ cách đói đáy nâng chương mình bàn dương chung mơ tha miền sập hiệp đổi chân ấy rù mình phót bì dưới rìa mình mê tài dương và nọ sông bầy lộp chàng lại có mình rồi phót chạy chỗ rìa phiếp chỗ rìa nụ nâng một đó sông bầy lộp chàng lại có nâng miền bà cót đổi dương đói bà cát đổi chân ấy rù hai đô ấy sát chạy chỗ rìa nụ chung mơ tha tế và tụt lấy kinh mơ rôi chất sắp rạm phì xong bây khăn bọt thà tạ tế giang tê và tụ tàng ní sẽ đây thà sát tay chùm ngư chú mô thà đồ mây bố dạng ní đói sẽ đây thà nẹ đo chùm rán bụ lô châu mơ xong bây dương của thọp chỉ nẹ mần biển rốt đôi lột tái dương ấy lần ní trời bia thị cơ rộp sẵn cọt đế đồ điên được khăn mâu nâng lịp mũ rộ bọc luôn mần ai cả học lạng bàn xong bây đây dần chương rộ bọc dương nở miền có thua cách đòi đáy đường chướng mình bàn dương miên sập hiếp đôi chân này bố mình phót bị phía thị mình mến tay dường tổng bố lấy mà rồi há sập mối át thạng cả thả xót nhà tạo vẹn xót nhà tê và tu tật sốt thì tọp bần nấu xông bay lúc tiếng lái có mình phót bị phía thị nâng một đó xông bay lúc tiếng lại đố dường lúc tiếng lái nâng miên phía thị và cọt lúc cho thơ sẽ đây là o tục cho môn phê đại phía thị một đò đói bà cá đổi chân này bố hai nô sát đại miên chủng ngư nô chú mô thả tê và tù lấy khí niệm mở rối chất sắp đảm bầy có khăn ông bót thả chạm tốt tháng tê và tù tán nế tê rốt nạc cam rứ nẹ tô chú mô thả tê và tù khăn ông bí bót nô khăn ông chậm nái tê rốt nạc cam xám sở phí môn rồi mê bố dạng nế đói át thả bố dương cả cát rồi mê cát ông bí đá ấm chờ rướp tàng thơ mó rồi mê cát khăn ông sở rảy ra rồi bót mở nốt đôi bụ lột đói bà cá đổi chân này lột cho thơ sẽ đây là ổ tục ở bán môn bí cát bố hạt nốt tê rốt nạc cam tàng nốt tư chú mô thả tê và tù xông bay nẹ tô rồi mê bố dạng nế đói át tha bộ dương
cá đừng trở đắt toàn là cam xàm sập bì giáng mình bán tròn đám chơ chỉ đám rồi mấy thứ rồng sát đối chỉ phụ lốt được ai nói bờ cá được này phụ lốt cho thưa sự đây là o môn pê đại kỳ đại tu pro hải nô sông bay nè tu tiềm nô chư mô thát tư và tu tu po lấy mười rồi hai sập bì lấy kinh mười rồi chết sắp làm buồn không bót thả băng cho mảng tư và tu tăng đi sự đây thá sát đại slap hơi hạ đôi chỉ po giảng đi đói ạ thà nét đôi chùm rãn phụ lúc cho mơ dương đá kê châu ở khổng bây chia tì châu sạc sóp đó sập hiếp hàm bong chỉ thàm dương cô miên sập hiếp đôi chân lọc bố mình phốt bí sự đầy sạp tái mình mên dương bẩn nọc xong bây phụ lúc cô mình phốt bí sự đầy sạp đôi khỉa sự đầy sạp đăng mộc đo lúc tàng lái nâng sạp đôi chương phụ lúc cho thơ sự đầy lõ môn sự đầy sạp nô mộc đo bố đôi chân lọc sát đại sạp nô chú mô tha tê vật tù xua tha nô na nâng prap nâng ban phải giao ẩm pi tê vật tù ní nô na mần bán xoay tha nẹ na thơ bà bà cảm chả nẹ nô tự cát không nở rũ nẹ na thơ bà bà cảm tạch túi nẹ nô rổ mây bàn chôn tàng lái chạp chào prôm tàng phòn đẹ rổ mây thơ vật thô đại cụ thơ mần vinh đi chay tái đoam chào đại trực đánh tao xua tự cán xà lạc đầy kê bàn ca cắt cây giảng ná ca ប្រការប្រៀបធៀបក៏ដូចនោះក៏អ្នកមានបាបប្រកាមតិចតួចរមែងរលឹកបានតាមធម្មតារបស់ខ្លួនសូម្បីតែគេរំលឹកក៏រលឹកបានក្នុងសេចក្តីនោះមាន តមើលឈ្មោះទីខៈតន្តៈរលឹកបានតាមធម្មតាតពលេខ153របស់ខ្លួនបានលើថាតមើលនោះយកសម្ពុតពណ៌ក្រហមបូជាអាកាសចេតិយក្នុងសុមនៈគិរីវិហារគ្រានោះគេកើតក្នុងឧសតោនរុបានលើសម្លេងអណ្ដាតភ្លើងក៏រលឹកដល់សម្ពុតដែលខ្លួនបានបូជាគេទើបទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌មនៈទៀតបានថ្វាយសម្ពុតសាដកសាច់ក្រូតក្រៀតដល់ភិក្ខុកំឡោះដែលជា ដាក់ទុកជាជើងក្នុងវេលាជាស្លាប់គេកាន់យកនិមិត្តក្នុងសម្លេងថាបដៈបដៈសម្ពុតសម្ពុតសូមឲ្យគេកកើតក្នុងឧសតោនរុគេរលឹកដល់សម្ពុតនោះព្រោះសម្លេងអន្តរភ្លើងទើបទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌គេរលឹកដល់កុសលកម្មតាមធម្មតារបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះទើបកើតក្នុងឋានសួគ៌តែការរលឹកតាមធម្មតារបស់ខ្លួនមិនបានទើបយមរាជសួរដល់ទេវទូតទាំង 5 ក្នុងទេវទូតទាំង 5 នោះអ្នកខ្លះ រលឹកបានត្រង់ទេវទូតទី1អ្នកខ្លះរលឹកបានត្រង់ទេវទូតទី2ជាដើមចំណែកសត្វណាដែលរលឹកមិនបានដោយទេវទូតទាំង 5យមរាជតែងជួយនឹកដោយព្រះអង្គឯងបានលើថាអាមាត្យម្នាក់បូជាមហាចេតិយដោយឆ្នាំផ្កាម្លិះបានឲ្យចំណែកបុណ្យដល់យមរាជនេះនិរិយាបានរំអាមាត្យនោះដែលកើតក្នុងនរៈព្រោះអកុសលកម្មទៅរកស្ដេចយមរាជកាល អាមាត្យនោះរលឹកមិនបានលើទេវទូតទាំង 5ស្ដេចយមរាជរលឹកមើលដោយព្រះអង្គឯងទៅពលេខ154ឃើញហើយក៏រំលឹកថាអ្នកធ្លាប់បូជាមហាចេតិយដោយឆ្នាំផ្កាម្លិះហើយផ្សាយចំណែកបុណ្យឲ្យយើងមិនមែនឬគេរលឹកបានក្នុងវេលានោះហើយទៅកាន់ទេវលោកបើទ្រង់នឹករលឹកមិនឃើញទេក៏នៅស្ងៀមនឹកក្នុងព្រះទ័យថាស្អោសត្វនេះ មកជាដំបានទុកធំលេខគ្នាប១82បតថាមហានិរយេបានដល់អវជ័យមហានរៈសួរថាអវជ័យមហានរៈនោះមានទំហំប្រមាណខាងក្នុងប៉ុណ្ណាឆ្លើយថាអវជ័យមហានរៈនោះមានដំបូលជាផែនលោហៈបណ្ដោយនិងទទឹងប្រមាណ900យោជន៍ដូចគ្នាជញ្ជាំងម្ខាងម្ខាងប្រមាណ81យោជន៍អណ្ដាតភ្លើងនោះតាំងឡើងក្នុងទិសបូ ទល់ជញ្ជាំងទឹបបាច់ចំទំលុះជញ្ជាំងនោះទៅខាងមុខ100យោជន៍សំបីក្នុងទឹដល់40ក៏មាននៃនេះឯងដោយប្រការដូចនេះដោយផ្នែកបណ្ដោយនិងផ្នែកទទឹងដោយទីបំផុតរបស់អណ្ដាតភ្លើងមានប្រមាណ354យោជន៍តែដោយជុំវិញជុំវិញមានប្រមាណ600 ហើយ54យោជន៍ចំណែកដោយជុំវិញនឹងឧសតៈប្រមាណ11យោជន៍ក្នុងបទថាឧបភតាំងតាទិសមេវៈហោតេនេះ សិករិថាមិនអាចនឹងរលឹកជើងដែលត្រូវភ្លើងឆេះដល់ឆ្អឹងឲ្យផុតពីការឆេះបានក៏ក្នុងបទនេះមានអធិប្បាយដូចនេះត្រូវឆេះទាំងខាងក្រោមខាងលើដោយប្រការដូចនេះក្នុងវេលាជន់ត្រូវភ្លើងឆេះក្នុងវេលាលើកឡើងក៏ដូចនោះ
ព្រោះដូច្នោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទើបត្រាស់យ៉ាងនេះបទថាពហុសម្បត្តោគឺច្រើនសែនឆ្នាំសួរថាព្រោះហេតុអ្វីនរុនេះទើបឈ្មោះថាអវិជ័យឆ្លើយថាលោកហៅចន្លោះថាវិជ័យនរុនោះមិនមានចន្លោះរបស់អណ្ដាតភ្លើងរបស់សត្វ ឬរបស់ទុកព្រោះដូច្នោះនរុនោះទើបឈ្មោះថាអវិជ័យអណ្ដាតភ្លើងតាំងឡើងពីជញ្ជាំងទឹកបោនៃនរុនោះសាយជះទៅ 100 ចូលទៅជញ្ជាំងទិសខាងកើតលំពេងចេញពីជញ្ជាំងទិសខាងកើតលំពេងចេញពីជញ្ជាងទិសខាងជើងធ្លុះឆ្អឹងជំនីទៅទល់ជញ្ជាំងទិសខាងត្បូងទេវទត្តមានសភាពដូច្នោះព្រោះផលកម្មទេវទត្តឆេះនៅទំពលេខ156នរុព្រោះខុសក្នុងព្រះតថាគតដែលជាអ្នកមិនយប់ញ័រដោយប្រការដូច្នេះនរុឈ្មោះអវិជ័យព្រោះអណ្ដាតភ្លើងជានិច្ចក្នុងខាងក្នុងនរុនោះ ក្នុងទីប្រមាណ106សត្វនរុចង្អៀតណែនដោយមិនសៅដែលទីចាក់ទុកក្នុងនាលព្រោះហេតុនោះមិនគួរពោលថាក្នុងទីនេះមានសត្វក្នុងទីនេះមិនមានសត្វសត្វដើរឈរអង្គុយនឹងដេកមិនមានទីបំផុតសត្វទាំងឡាយផ្កាដើរឈរអង្គុយឬដេករមែងមិនបៀតបៀនដល់គ្នានឹងគ្នាឈ្មោះអវជ័យព្រោះសត្វទាំងឡាយចង្អៀតណែនយ៉ាងនេះចំណែកចិត្តដែលសហកតៈដោយឧបេក្ខា 6 ដួងរមែងកើតឡើងនឹងចិត្តដែលសហកតៈដោយទុក 1 រមែងកើតឡើងក្នុងកាយយទ្វាការបើដូច្នោះការបកគលដាក់ដំណក់ទឹកផ្អែម 6 ដំណក់ទុកត្រង់ចុងអណ្ដាត 1 ដំណក់ដាក់ទុកត្រង់តាមពៈលោហៈក៏ត្រូវដុតដោយកម្លាំងភ្លើងដំណក់ទឹកនោះរមែងប្រកាសក្រៅពីនេះជាអពោហារិកៈយ៉ាងណាទុកក្នុងនរុនេះមិនមានចន្លោះព្រោះ មានការឆេះជាកម្លាំងទុកក្រៅនេះជាអពោហារិកៈដូច្នោះឈ្មោះថាអវិជ័យព្រោះពេញទៅដោយទុកយ៉ាងនេះឯងបទថាមហន្តាគឺប្រមាណ106ទុពលេខ185លេខគ្នាប 185បទថាសោតថៈបកតៈសិក្ដីថាជើងម្ខាងនៅក្នុងមហានរុជើងម្ខាងធ្លាក់ទៅក្នុងគូតនរុ បទថាសុចិមុខាគឺមានមាត់ស្រួចដូចមជ្ឈលសត្វទាំងនោះមានកប៉ុនដំរីនិងប៉ុនទូកទូនិកៈទូកធ្វើឈើមូលលេខគ្នាប 186បទថាកុកកលនិរយោសេចក្តីថានរុក្តៅពេញទៅដោយផេះក្តៅប្រះចាក់ភ្លើងស្រដៀងផ្ទះកំពូលខាងក្នុងមានទំហំប្រមាណ106 សត្វដែលធ្លាក់ទៅក្នុងនរុដល់ខាងក្រោមដោយក្របស្ពៃក្នុងកំណោក្របស្ពៃដែលគេបោះចូលទៅក្នុងរណ្ដៅផេះក្តៅដូច្នេះបទថាអារោបេតិសិក្ដីថាយកដំបងដែលដៃវាយឲ្យលើកឡើងចុះក្នុងវេលាលើកដំបងដៃទាំងនោះឡើងក្នុងវេលាសត្វនរុនោះឡើងបន្លាក៏សំយងចុះ ក្នុងវេលាចុះបន្លាក៏ច្បាស់ឡើងលេខគ្នាប 186បទថាវាតេរតានីបានដល់រសាត់ទៅតាមខ្យល់ដែលសម្រេចអំពីកម្មបទថាហាត់ថាំងបេឈិនតន្តិសេចក្តីថាបានដល់ដំនឹងអាដូចជាអាសាច់លើជ្រុញបើក្រោកឡើងគិចដេញទៅបានកំពេងដែកផុសឡើងមកឡោមពត់កំបិត កោកតាំងឡើងខាងក្រោមបទថាខារោតកាអ្នកទីបានដល់ស្ទឹងលោហៈពណ៌ក្រហមឈ្មោះថាវេតរណីស្ទឹងនោះមានក្របតពលេខ158បពញ្ចសោតនីអធកថាមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណសកៈដែលសម្រេចអំពីការដេកទៅខាងក្រោមស្លឹកឈូកមុតដោយកំបិតកោត្រង់ច្រាំងទាំងសងខាង វល្លិ៍ប្រៅនិងស្បូវបទថាសោតថៈទុក្ខាតបកាខារា
sẽ đây thả sát nở rộ nốt ở đại lang hàng lơ nâng lịch cho tư khẳng kéo không nở rộ bán một tách nâng sạch chu sát nở rộ nốt trâu một nâng bẩn lạc sạch trâu bút đôi cầm bật cao đỏ một nâng cuốt đôi sở bờ tròn trăng tiền sòng kháng tiên một đôi vô bà đào trâu bút đôi sạch ra đỏ một lấy khniếp mùi rối cao sập cột bót tha tan tê nẹ ải giao sang cậu ná sẽ đây thả cá sát nở rộ bô thả dương khliền hơi nên như thì dạ ba chẳng nô nhót nợ đông tuồng đáy đọc đau chô từ khổng mọt kể đăng tha chia lô hạ ba trọng thơ mình kể đưa nô nên như thì dạ ba dô còn về đáy đọc đau cô mọt rô bò sát nợ rộ nô nên như thì dạ ba dô tức tuồng đáy chạy chô từ khổng chăng tuồng đáy đọc thông hai thua ca bằng ọ tức tụng đại đọc cao đo sát nở rộ giang đọc ai lấy kinh mười rồi cao sập mũi bót tha bổ nạ mà hà nê để dì sẽ đây thả nê nê để dạ báo đã tô tăng phì cường tròn pram rộ cá rồi hốt đo bằng ọ tức tụng đại giang đi hơi pram thơ tử rôn tăng phì bằng ọ tức tụng đại rồi hốt đo cường tròn pram rộ cá tiết rối bỏ càng đại đồng cơ luôn châu mặc đó thì bệnh chọc hỏi lực nóng áp thạ cả thả này sơ tôn là bệnh đọ chứ mô phần cho số tình lý mà chỉ bệnh đi cài ốc bà rệp và nà sạc cạc để khai dịch ở đây nông sở tôn là bệnh đỏ lấy mà phê bàm bì đi nơi tại bi tùm bò tiệt cột đừng chiên chốt mà đỏ ti bệnh chọc tùm bò lấy mờ rôi hà sắp bàm buồn à thạ cà tha sơ nhật tạo vẹ tế và tu tà số tỷ đọc tò nâng chọc sát nô chô từ nông mà hà nở rộ vinh nông mà hà nở rộ nô sạc là phót bì cường chóng bàm bà cá คลาพอดปีเครื่องจ้องปีประกาคลาพอดปีเครื่องจ้องใบประกาคลาพอดปีกาบังอ้อตึกตุ่มไหลก็การมันตอนอ้อกำนี่นี่ดิยาบาก็บอกโจ้ตึกน้องมหันรุวิงก็ไปเข้ากับล็อกมือรูปกาเรียนประสบนี่ปูทาโลกดอจำร้านกาสัตนรุซอยตุกบนดอหายนี่นี่ดิยาบาเราแต่บอกกี้ตึกน้องมหันรุติดหรือไปเข้าโนปูทาโลกดอจำร้านโอเคนี่โจเลิกตุกสันจบโลกโจปราบกรรมฐานดอกยมเอาประเทระปราบกรรมฐานหายก็สำหรับเจียประสาตาบันอาศัยเรียนโอเคสมัยจุนปุโตเตวีโอเคนี่สำหรับอรหัตมันเบียนจำนวนก็ประสบนี่ประพุทธกรุปประอังตรงมันเวียลายเลยเครียบเมื่อร้อยเก้าสิบใบบอสหาให้เด็กกายุปกีบ้านดอกจีเนี่ยเมียนกายเถาเตียบบอทาโอปาเตียนเนคือประการร้อยตอนห้าหนึ่งตัดเทบอทาเจียเตเมรณะสะซัมแผวเวบานดอเจียให้ในกาการดังการสลับบอทาอนุปาเตียบานดอมันประการร้อยโอปาเตียนบุญบอทาเจียเตเมรณะสังขยีคือดอกไม้รวยผลตัวเล็กเมื่อโดยหกสับกดชื่อตัวปัวจ้องกรอยบังอ้อน้องอัฐกถาเพียตีมาพัยประปีนี้ประเดี๋ยวเปลี่ยนปูคือจิตีอ้อเชียดนังมรณะบัตธาตถะธรรมีพินับปุตตาสิกได้ธาตุลดหายร้อยกาตุลดกิเลสแต่งปวงน้องตถะทอน้องอัตเพียบหน่วยไอบัตธาทรัพย์ประตูข้างโอปัจจะโตคือชโมธากันลองตกแต่งปูงจอบอัฐกถาเตวตุตโสติทอบจอบแวะติบัยสมอนุโมเตนีรวมอัฐกถาขนองสัญญาตะแวะมวยโจละสัญญาตะโสปีมหาสัญญาตะโสบัยอัจฉริยภูตธรรมโสตบุญเปะกลัดไทยรัชอริยภูตโสตปรามตอนตะภูมิโสตประมวยภูมิเจโสตปรัมปีอานุรุทธะโสตปรัมใบอปะกะเลสะโสตปรัมบุญเปียละบันดตะโสตนังติดอบเตวตุตะโสตประอัฐกถาสตอนละใบดอกมัชฌิมนิกายอปะเรปนาสกะอัฐมะพีชมุปปัญจะโสตนี้ไขสิกใดขนองสตอนละใบดอกเพียตีมะไพปรัมปีได้ขยมประการณาธรรมเพียบ้านอ่านถอดจับปิดไงตอบบุญก้าวไข่สลับชนามจูดโตสะพุทธสะกระไรปีป้อนปรามรอยหกสบุญตรึงไงจันตีใบค่ายใส่หาชนามปีป้อนมาเผยดิบานจอบสอบกรุบเนื้อวิลีมอกดอกมวยหนึ่งไซสับประมวยในที่ไงตรองเนื้อไงตอบปรามกาเป็นบรมัย
khai sạp chăm phút sạc rãi bì bọn pram rôi hốc sập bốn đồ đáy đại trái nền thái ổng kia tì bốn khai xây hà chăm bì bọn mập hầy xôn phút tâm bò rịch sạp chẳng lại rong chăm tam đan bè sẵn đáp nâng sạp đáp chìa mùi nâng sai sầm lệ át thạc cả thả sốt tôn đập bệnh đỏ mắt chì mẹ đi cái ô bà rết bà nà sạc cả bà bánh chà sô tình lì lì khổng phía tì mập hầy bàm bấy nếp bê chắp chắp khang mục chia bọn tỏ tiệt sớm ai bà Phật Sa Sná cùng vương thật thế đó rạp cổ rụp rạm bọn bè vật xá đói bò rì bò sớm Phật Sa Sá Sá Kỳ Chuẩn nhạc sắc xa nơ bà thó vị đấy bán chia cầm lắng đó cá trô trúng trong ổ cả sáng bọ nổ tam bà bây đi khỏi chấn nếp bê khẳng mục đi cả nẹ ca mạ ca sàng sóng mò ha cột nâng xà la bà lấy sớm thơ sẽ cái đấy ổng biểu níu chấm phu mô ha bột thập bò rịch sạch nhiết bà thó nơi tu tiên bà rịch chi này chạc có bộ chìa tiền mũ xóm mê tài châu ruông châu ô bà thóm đò ca sang sông bằng hai nâng bệnh chọc mô ha cột đứng xa lạ bà lấy chón thì bầy chống còi bằng ọ đại nơi khoa khát xóm phải rẽ sàng sóng vui chùm nuốn đối khàng cào đi mùi bọn tốt mô ha cốt đăng xà lạ bà lầy đi. Nơi xóa chấm nuôn bà môi bọn tốt. Nông môi bọn tốt môi bọn tốt. Miên tốt tăng bà mì mát. Bọn đói đọc mát môi bọn tốt. Thầy mùi mơn bì bọn đồ là. Bởi chô chia sở mà cùng khía đọc nẹ nốt. Nốt mà nẹ. Trời chô bà cháy sàng sẵn. Chấm nuôn mùi bọn bì rối đồ là. Các bách hào chiến. Miên chấm nuôn buồn. Bác cho bọn nó xóa tức khẳng bộ mùi. Các bác hỏi chuyện này, có nồng mùi, thầy, mùi bọn pram rối đồ là. Còn bố trái sổ mô ha cốt nâng xa lạ bà lầy đi. Nơi bụng tôn viên bố tập bò rì sạch chiêu dốc rách búc nở lại tì. Bác cho bọn cùng bố trái sổ đi. Bạn dốc một đạc chiếc xa mạ cũng. Khía mùi rồi nẹ, có nồng nụ, mà nẹ. Trời cho bà cháy chồng nuốn, mùi rồi ha sắp đồ là. ឬស្មើនឹង 600,000,000 ក្រៅពីនេះប្រសិនបពុទ្ធបរិស័ទចង់ចូលកសាងជាប់និស័យជាស៊ីម៉ងក្តីខ្សាច់ក្តីថ្មក្តីឬមួយចូលកសាងតាមលទ្ធភាពនិងសទ្ធាធនធានក្តីនោះកណៈកម្មការសាងសង់នឹងបើកទូលាយប្រគេនជូនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទញាតប្រធរអាចចូលរួមបានតាមលទ្ធភាព nâng sật thiết thuần thiến, bùm miên cầm nọt lời. Tùm nẹ tùm nôn xa xua bò rà biệt bửa đá, rứ chôi bè cháy cỏ sáng, mốc khiông bè cà rò nà thầm à phiếp, nông niêm chưa kênh nẹ thầm mạc cà sáng sóng, tám rì dạc sai tù rù sập, lấy sâu đọc bỉ, pram môi rối học sập, nâng pram rối hà sập, rứ sâu đọc pram môi rối học sập, nâng pram rối hà sập. Khiêu bệnh cà rô nà thầm à phiếp, rôn trăng tù tù sva cúng, mô ha bô thập bò rì sát nhôm nhiệt tù thọ, cực bê vì lìa, đòi bây tế sau mà nó rì rì, giáng cài lệ, sôm ọ bệnh cún, nâng sôm ọ cún. ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដល់ពងពួកប្រមាណជា1ម៉ោងមុននេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទើបទៅបានតាមដានព្រះសម្បត្តិស្រាប់និងសិក្សាជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចេញពីវត្តព្រះធូបសសរ 100 ក្រាមក្រាបថ្វាយបង្គំនិងចម្រើនពលាព្រះជាពិសោធន៍តន្ត្រីយារំនៃពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកស្ដាប់ដោយសេចក្តីអឡោះអាល័យត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះនៃទីយើងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងតទៅ មុនដល់បញ្ចប់នេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាថ្វាយព្រះសូមលើកនៅមហាកុសលនៃព្រះធម្មរតនៈនេះថ្វាយប្រគេននិងជូន
Trong vụ, mô hát Phật Bồ Đề Sát Mãi khai mạng chiếc nghiệp Phật Thọ, nơi tu chăm Phật Đề Chí Nà Chạc, có đôi chiếc nơi lớn sẽ có lục tầm mũ, xông ban trung Phật Bồ Đề nâng Phật Bồ Đề, đôi nơi Phật Phật Thọ Bồ Đề Lại muốn Phật cả, nâng xông bát tèm bầy, từ ba nhát xông bát, vết chia xông bát, nâng nập biên là xông bát, cổ bệ ẩn, nâng cổ bệ nghĩa, công bày liếng liệt lời khá nát về nghĩ tu bệ bụng cùng nhóm bệ tạc là mà hiếp nâu và nỉ bệ thiên này các mọi thị sai dần đầy bệ phút thật sạc sả xôm lùm hòm cài kráp đa mạc sạc cả khoái bụng cùng lì nâng xôm châm rán phổ lì xôm ọ bệ cùng nâng xôm ọ cùng xôm ác nụ mô tẹ ni. Yeah.